Ngay sau khi gió êm, biển lặng, hàng chục thuyền thúng phường Thọ Quang, quận Sơn Trà đã ra khơi bám biển. Sau gần 2 tháng ở nhà chống dịch, chuyến đi biển đầu tiên trong ngày của các ngư dân vùng bãi ngang Sơn Trà đã đánh bắt khá nhiều hải sản. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Sau gần 2 tháng ở nhà chống dịch và phòng tránh bão lũ, ngư dân Ngô Văn Bé, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà đã cho thuyền thúng ra khơi đánh bắt hải sản. Chuyến đi biển trong ngày của anh đã kiếm được trên 1 triệu đồng tiền hải sản. Anh Bé cho biết, thuyền thúng đơn lẻ của anh đánh bắt cua ghẹ ven bờ. Mỗi tối anh cho thuyền ra khơi, bổ lưới, rồi vào bờ tạm nghỉ cho đến sáng thu hoạch. Mỗi ký ghẹ biển hiện nay có giá dao động từ 150 cho đến 170.000 đồng, nên bà con ngư dân tranh thủ ra khơi trong những ngày biển lặng để trang trải cuộc sống trong những ngày dịch bệnh. Dịch thì không đi. Dịch thì đang cấm không cho đi, nhưng mà mùa này hết dịch rồi là lồn cũng có tiền anh. Nói chung người biển thì là người ta có mùa này là mùa lưới, đi cũng có tiền. Trong thời gian Đà Nẵng triển khai giãn cách xã hội theo tinh thần ai ở đâu thì ở đó, các ngư dân trong vùng bãi ngang biển Sơn Trà thực hiện nghiêm không ra khơi buông lưới. Khi trở lại vùng xanh an toàn, thành phố có chủ trương nới lỏng giãn cách, các ngư dân tranh thủ ra khơi đánh bắt nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Bên đây coi như là nói chung là cũng đỡ rồi, họ cũng cho mình đi ít bữa đó thôi. Mình đi ra mình giãn cách xoa. Ví dụ đai ra một tàu nó một người, lồn ra ngoài biển là giãn cách xoa lắm. Chứ không có ai. Mà dịch này là đi người thôi, không giống đi hơi người. Tùy theo nghề đó đó. Ví dụ nghề thúng là đi khơi rồi kiếm nam bả trăm triệu. Còn như tôi đi thúng bơi nên tôi kiếm vừa trăm đó. Chứ không có nhiều. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thị trường tiêu thụ hải sản giảm mạnh, gây ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt của ngư dân. Tuy nhiên, nhiều ngư dân ven biển vẫn tiếp tục vươn khơi, bám biển, phục hồi sản xuất, tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn hiện nay.